Bữa nay là cha mẹ được, có thể đây là bữa ăn điểm sắm cuối cùng ở trên đất Mỹ. Kêu ra bánh nghệ nè, này chân gà, cải lang xào hương và còn nhiều món nữa sẽ từ từ ra mà thưởng thức. Hồng con đất nhiệt quay kiểu hồng con hấp dẫn quá ha. Hồng nhiệt quay kiểu bự bự gì đó, thịt nhiều á, thịt mỡ nữa, ở trong có nhiêu tôm. Ớt mà với thịt quay này cũng ngon lắm. Mai mốt về Việt Nam phải lên tới Sài Gòn mới có điểm sắm nha. Ở dưới quê mình có chưa? Có buffet hả? À. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà đi vào nhà hàng ăn cải làng. À, vì cải làng cái cổng rất là to, cho nên là mình phải biết cách ăn. Và trước hết là mình phải lịch sự, mình dùng cái cây đũa đó, mình gắp cái cải làng vô trong cái dĩa của mình, rồi sau đó mình lịch sự để đôi đũa qua một bên, giờ dùng tay. Bởi vì cái này cái vỏ nó rất là dày cho nên mình ăn sẽ rất là dai. Mình phải lột nó ra bằng cách mình bẻ từng cái lá ra như vậy đó, lá non mình chừa lại, còn ở dưới này là mình phải lột vỏ ra đó, mình tước vỏ ra. Để chi? Để nó không bị sơ và phía trong nó rất là giòn. Còn nếu mà mình không biết ăn kiểu này thì mình sẽ bị dai, bị sơ và mình bỏ nguyên cái khúc này thì rất là uổng. Mình phải lột ra như thế này. Đấy. Rồi như vậy là mình có thể ăn. Ở đây cũng cần rất là dày cho mình sẽ phải bẻ đây đi. Tước ra khỏi cái phần già. Đó là mình được. Rất là ngon và ăn cũng không có bị sơ. Đấy, cái này là mình nhai đâu có thể nào mình nhai được. Nhưng mà cái thủ thuật dùng tay này là bí kíp ăn ở nhà hàng đó nha các bạn. Bí kíp ăn ở nhà hàng sang trọng. Và đây, đây phải chấm tương vô, chấm tương vô, chấm thêm miếng ớt vô, cay cay. Ba bữa tốn thêm mấy tấm nắp kinh. Ngon lắm. Rất là giòn luôn mà không có bị sơ. Sau đó mình sẽ vệ sinh tay bằng cái tờ giấy đó, rồi sau khi ăn xong là mình cũng phải đi rửa tay cho sạch sẽ. Đấy, rồi xong.